Sài Gòn những tối lặng thinh, lo âu trong mắt lạ nhau. Sài Gòn ngày phong thần, bút ký Trần Tiến Dũng, hy vọng gửi theo người lấy rác. Chàng trai ấy đương nhiên có tên như mọi người, đã hiện hữu trên cõi đời này. Nhưng ở chung cư thuộc phường 15, quận 11 của tôi, không ai gọi tên anh ấy, cũng không gọi bằng thứ kiểu anh ba, anh năm, theo cách thường gọi của người miền Nam. Vậy họ gọi anh là gì? Dạ thưa, tên mọi người thường gọi anh là người lấy rác. Thật, cách gọi chung đó xưa nay vẫn thường có ở Sài Gòn như người đạp xe xích lô, người phụ hồ, người lượm ve chai. Tiếng người gắn với danh tánh và nghề ở đây, dù hiểu theo cách nào, thì sự kiếm sống lương thiện vẫn hiển nhiên như ánh nắng, gió lành của đô thị nhiệt đới này. Một đô thị mà ai phe đỏ cũng tưởng chủ nhân ông của nó chính giới dài cấp vô sản, thì trường đang cai trị cùng các nhóm lợi ích, trục lợi được viết tên định danh trên nền màu đỏ. Người lấy rác đến hành nghề ở chung cư được chừng một năm. Thoạt nhìn anh, ai cũng tin là anh vừa rời đồng ruộng bởi dáng anh săn chắc khỏe mạnh và cách anh cười hề hà với mọi người, cách cười của một người miền Nam tin rằng mọi nhà, mọi người mà anh gặp lúc đến lấy rác dù không cần chào hỏi gì hết, mọi người đều là họ hàng, bà con của anh. Trước lệnh Sài Gòn bị phong tỏa vì dịch cúm Tàu, tôi thường gặp anh vào khoảng 21 giờ mỗi tối. Lúc anh đi ngang cửa nhà tôi, con chó của tôi dù quen mặt anh vẫn ló mỏ ra, sủa om sòm và anh dừng lại cười hỏi nó. Sủa hoài vậy mày, không quen tao được hay sao? Rồi anh đi lấy rác dọc theo hành lang, chập chờn ánh sáng đèn. Hai tay anh xách các túi rác. Anh đi nhanh như thể đang phụ xách túi hành lý của người thân để tiễn họ ra ga tàu hay bến xe đêm. Trong những ngày chế độ ra hết nghiêm lệnh này đến nghiêm lệnh khác, bắt người dân phải ở nhà, người lấy rác không hề trễ nải, vẫn làm hết việc của mình. Lô chung cư đối diện có một bô rác nhỏ. Trong các cơn mưa đêm Sài Gòn tháng 7, anh vẫn hút từng xẻng rác hất lên thùng xe ba gác tự chế. Người lấy rác tư nhân ấy vẫn dầm mình trong mưa, làm việc của mình trong những đêm Sài Gòn chống vắng lạnh như bãi tha ma. Tiếng máy xe nổ rác, cái thùng đựng phía sau, mùi hôi thối của rác đang là âm thanh hình ảnh và mùi nghề đồng hành cùng anh trong các khu phố đô thị, đang sợ cả dưỡng khí mình đang hít thở. Những buổi tối đầu lạnh phong thành ở Sài Gòn, tôi đóng cửa sớm, chồng các bản tin vừa hù dọa vừa khoe thành tích chống dịch của hệ thống tuyên truyền, chế độ phát trên TV. Tôi nghe được lời kêu cứu mong được ưu tiên chích ngừa của đội nhân viên thu gom rác y tế ở các khu cách ly tập trung thuộc Sở Vệ sinh Môi trường. Tôi nghĩ rất ngây thơ là biết đâu và những người lấy rác tư nhân như anh được chế độ đói hoài tới tình trạng hiểm nguy vì hết lòng trách nhiệm làm nghề trước virus China biến thể Delta. Nếu chế độ không màng đến số phận dân đen, nghề đen của họ, thì hẳn những người có đời sống sung túc từ tiền thuế dân, tiền tham nhũng, đó cũng phải ích kỷ hơn, thủ lợi hơn, cầu an hơn để coi nghề lấy rác là nguồn lây cúm Tàu để bố thí một ít thuốc ngừa. Vào ngày thứ ba của lệnh giới nghiêm toàn Sài Gòn ban đêm, buổi sáng tôi bước ra ban công nhìn thấy túi rác nhà mình và hàng xóm vẫn còn nguyên ở chỗ để rác. Có thể là do lệnh giới nghiêm, người lấy rác chưa lấy dùm được. Vào ngày thứ tư của lệnh giới nghiêm,
buổi sáng tôi được bà tổ trưởng cho biết tin là người lấy rác đã dương tính với cúm tàu quái ác. Thú thật, tôi bần thần cả người, không phải vì tôi nghĩ biến thể cúm tàu Delta chỉ cần đi ngang qua là sẽ bị lây, khiến cả chung cư tôi tới đây sẽ bị phong tỏa cách ly, mà chính sự xác định dân đen, nghề đen vẫn là đối tượng bị bỏ rơi, nếu cần thì hy sinh cả hệ thống chống dịch hiện hành. Giờ đây, tôi không biết người lấy rác ấy ra sao, cúm tàu hành hạ anh nặng nhẹ thế nào, vợ con anh sống ở đâu, có bị lây nhiễm không. Ai cũng biết sự tàn nhẫn, oan uổng nhất mà người dương tính với cúm tàu phải chịu không phải là cái chết mà là lúc bệnh và trước khi lìa đời bên cạnh không có người thân. Đến tin tức mãi mai về họ cũng không lọt ra khỏi sự phong tỏa của hệ thống chống dịch. Một kiếp người như hòn đá vụn rơi vào thăm thẳm im bặt. Tối hôm qua, 28 tháng 7, bà tổ trưởng cho biết sẽ có người lấy rác khác đến thay thế. Nhưng hình ảnh anh lấy rác ấy cứ như ở trước mắt tôi, như thể anh đi lấy rác dọc theo hành lang, chập chờn với ánh sáng đèn, hai tay anh xách các túi rác, anh đi nhanh như thể đang phụ xách túi hành lý của người thân, tiễn họ ra ga tàu hay bến xe đêm. Không, lần này có thể anh không đi tiễn người thân nào hết, mà có thể là chuyến đi của chính mình như một dân đen làm nghề đen, bị xô đẩy, bắt buộc phải đi về phía không khí dày đặc virus China, biến thể Delta của các bệnh viện, chật cứng người bệnh, và sự bất công bỏ mặc đến tàn nhẫn của hệ thống chống dịch này. Nhưng bằng linh tính, tôi biết anh sẽ vượt qua và trở lại. Tôi tin sẽ gặp lại anh, nhìn thấy miệng cười hề hà theo cách nông dân miền Nam thân thương của anh và nghe anh cười vừa lên tiếng rầy rà con chó nhà tôi. Chắc chắn sẽ là vậy, bởi hy vọng là thứ chúng ta duy nhất có vào lúc này. Sài Gòn, 29 tháng 7, 2021. Cà phê quán vắng mưa tuôn.
tiền, hàng rong quán gánh lạnh tanh, bữa cơm từ thiện cũng đành mượn vay. Sài Gòn những tối lặng thinh, lo âu trong mắt lạ nhau tiếng cười, vô hình ngăn cách đôi nơi, mỗi người mang nỗi đơn côi riêng. Cà phê quán vắng.